Hôm nay mình đi chợ mua được một ít cá thắt lát. Bây giờ mình sẽ làm chả cá thắt lát. Mình cho vào đây ít tiêu, hành tỏi băm, hành lá, ớt, một chút muối. Bây giờ mình sẽ bỏ vào bao và nhồi lên. Trước khi mình cho vào thì mình cho vào ít dầu mè. Mình sẽ sử dụng cái bao của cái đường này, tại vì cái bao này nó chắc nên là mình thường cất lại để mình dùng. Giờ mình sẽ cho vào đây, cho cá vào đây mình nhồi. Mình nhồi cho nó đều gia vị, xong rồi sau đó mình nhồi lại lần nữa là xong. Nhanh lắm, không có cần giã. Cá này mình mua tươi rồi nên là nó dai. Nãy giờ nhồi cũng được 3-4 phút đó mọi người. Mình sẽ mở ra cho mọi người xem. Nhìn cá rất mượt và nhìn dai luôn mọi người. Nhồi thêm một chút nữa. Thơm lắm mọi người ơi. Để mình đổ ra cái tô này. Đó. Nó không có dính cái bao luôn. Bây giờ mình sẽ đi chiên cá. Cá vàng rồi mọi người. Chắc là mình sẽ nấu miếng chả cá ăn đó. Tự nhiên thấy làm cái món chả cá này xong rồi thèm ăn bún chả cá. Kịp sự chắc mình làm bún chả cá ăn luôn. Trưa nay không ăn cơm nữa. Sau khi làm chả cá xong thì mình đã rất là thèm bún chả cá. Mình đã quyết định là sẽ nấu bún chả cá ăn. Đang quay thì phải nhớ hết dung lượng mọi người ơi. Mình vừa bỏ ớt vào đây, ớt và cà chua. Mình cho củ cải vào luôn cho nó lát, cho nó ngọt nước. Bây giờ mình sẽ bỏ cá vào. Còn mấy miếng cà chua mình cho vào luôn. Bây giờ mình sẽ nêm, cho vào đây ít chút mắm. Mọi người có thể nêm theo khẩu vị gia đình mình nha. Ít bột nêm, ít muối, đừng phèn. Bây giờ mình sẽ cho chả cá vào. Bây giờ mình sẽ múc ra mọi người ạ.